Đối với cái mấy bạn mà gia đình mà có kinh tế đó, các bạn học ở Việt Nam, ví dụ như học bếp của chị ở Việt Nam mà có bằng cấp Úc rồi đi, rồi xong rồi thẩm định tay nghề rồi tất cả mọi thứ xong ở Việt Nam, rồi cố gắng học tiếng Anh rồi đó, thì mấy bạn đó là có kinh tế là học ở Việt Nam. Thì bây giờ một số bạn là cũng muốn muốn như vậy nhưng mà bây giờ không có kinh tế, ví dụ như là đi qua bên Úc học thì vừa cũng đi làm được, thì tất nhiên là đi học thì đóng cũng phải đóng tiền thôi, nhưng mà đóng tiền này thì đóng giống như như bạn Khôi đi, thì học một năm có Cũng đã 9 rải ra. nhà đó thì rải ra như vậy là một năm 9.000 là có học bổng rồi, còn nếu mà chưa có học bổng đi thì một năm cũng là 12.000, thì 12.000 đóng tiền 4 lần là mỗi lần có 4.000 à, thì bây giờ như vậy á thì gia đình các bạn không khá giả. Các bạn đó em nghĩ là nếu mà theo tính toán của em á và theo những cái kinh nghiệm của em chỉ mấy bạn, nếu các bạn đi làm kiếm tiền thì bạn nó dư sức sinh hoạt phí, dư sức đóng tiền học phí và còn dư tiền luôn, dư tiền gửi về Việt Nam cho ba mẹ mỗi tháng 1.000 đô luôn á chị Bạn là chăm chỉ thì bạn làm được. Đúng rồi, đó. tại đang thiếu Trường nhân công nhiều mà. thôi bạn Trường là làm ba mấy đô một giờ rồi xong rồi gửi tiền dịch cho mẹ mỗi tháng để mẹ khỏi đi làm nữa, thì cái lời khuyên nào cho của chị cho mấy bạn đó mà các bạn mà không có gia đình không khá giả và bạn đó rất là chịu khó nỗ lực làm việc và vừa học vừa làm, rồi bạn đó sẵn sàng đi làm để mà các bạn đó có thể trang trải công việc ở bên Úc, thì theo những các bạn mà không có khá giả như vậy thì bây giờ mình tính sao, mình tư vấn với Thật bạn đó sự sao? là trong những năm vừa qua chị có nhiều đối tượng như vậy, nghĩa là các bạn rất là có cái nguyện vọng đi du học nước ngoài nhưng mà tài chính không có được tốt, gia đình không thể nào tài trợ được tiền học phí, cũng có thể là nó không tài trợ được cả khóa học thôi, chứ còn số tiền ban đầu mà gia đình phải chuẩn bị cho bạn là phải có hầu như là cũng phải 100-200 triệu gì đó là cái tối thiểu. Rồi các bạn cứ làm hồ sơ đi đi du lịch qua. Có một giai đoạn chị làm cho bạn du lịch qua rồi các bạn chuyển visa cũng như cách nãy em hỏi đó. Họ đi du lịch qua đó rồi, có visa du lịch rồi họ chuyển có visa du học thôi, đi làm kiếm tiền. Visa du lịch thì nó không được phép làm việc mà du học là được phép làm việc, vì vậy thì họ họ sẽ tranh thủ cái thời gian của visa du học để mà làm. Còn du lịch thì nếu mà nó làm thì chỉ là làm chui thôi, các bạn cũng cũng không nên kỳ vọng quá nhiều tiền trong giai đoạn du lịch đó. Hoặc là bạn sẽ phải cố gắng để đảm bảo rằng là mình không bị trục xuất hoặc là không bị rắc rối bộ di trú khi nó đi kiểm tra các farm hay các chỗ làm. Còn đi du học thì nó đảm bảo hơn về vấn đề là ưu thế chung là vị mình được có điều kiện làm việc, mình có thể khai cái thời gian công tác đó trong cái hồ sơ việc làm của mình, và với mình đi làm hợp pháp mình có được tiền thì chủ nó dễ tuyển người, nó dễ nhận người, nó còn phải trả lương cho mình qua tài khoản ngân hàng hoặc là thay thuế cái này kia cho mình nữa, nó không muốn tuyển cái người lao động bằng visa du lịch đâu. Thì có thể là những cái đó là những cái hạn chế mà chủ không muốn nhận người, hoặc là mình sẽ bị ép lương lương thấp cho nên mình lấy visa du học để mình thay thế cái visa du lịch sau khi mình bước qua. Còn những cái bạn ở Việt Nam thì chị nói em là thực sự là nhiều năm trôi qua tại sao Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị này kia các bạn lại đi qua Úc được, không phải là gia đình họ giàu đâu, hầu hết là các bạn đều phải mượn tiền vay nợ ngân hàng này kia để mà đi. Các bạn đi qua bằng con đường đi du học á, rồi sau đó các bạn thay vì đi du học mà vô mấy cái trường nhỏ nhỏ về nghề này kia thì nhiều khi nó yêu cầu chứng minh tài chính rất là khó. Thì các em làm bằng cách là đăng ký những khóa học hơi 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 mắc tiền hơn một chút để đảm bảo an toàn visa, rồi giảm bớt cái vấn đề chứng minh tài chính để đi qua đó, rồi sau các bạn lại chuyển về khóa học nghề. Dĩ nhiên với con đường đó thì chắc chắn các bạn sẽ phải phải chi ra một số tiền khá lớn, vì học phí của cái chương trình hệ đại học chẳng hạn là gần như các bạn sẽ phải đóng một học kỳ hoặc một cái biết này phải đóng một một phần ba, một phần tư gì đó, gần như chỉ có 5.000 ký quỹ à. Rồi mình lấy cái đó đi qua, cái khó là mình phải học hết một học kỳ mới được chuyển đổi qua. Cho nên nếu như mình không phải là học hệ đại học thì mình phải chuyển qua học nghề, thì phải chọn cái trường nào nó có cái chuyên ngành nghề trong cái trường đại học đó, để khi mình qua thì mình bảo lưu lại cái khóa học chính thức của mình là khóa học đại học, mình học khóa học nghề trước, rồi mai mốt mình đến khi mà mình đủ điều kiện thì mình đổi visa 4-8 năm học hết chương trình cao đẳng rồi mình chuyển qua 4-5 năm, thay vì mình phải học hết cái chương trình đại học mà học phí đại học thì nó quá mắc. Còn cái cách nữa thì chấp nhận là bỏ tiền ra học hết một học kỳ rồi sau đó đi qua đó rồi đổi qua cái trường phí nó rẻ hơn. Cái này mình không phải là xúi các bạn, nhưng bây giờ em không có cách nào để em đi qua Úc được, em phải làm sao em đặt chân đến Úc được rồi chứ, chưa đặt chân Úc mà lấy gì để mà biến chuyển chuyển thẻ visa hay là làm gì, đúng không? Giờ nói cũng phải là Chắc an toàn visa người ta nói là làm gì làm muốn vô công ty làm được thì phải qua phòng bảo vệ trước, phòng gửi xe người ta phải cho em vô em mới bước vô đó, rồi em mới trước. muốn ai quay cuồng mới tự giới thiệu bản thân mới thể hiện năng lực, chứ giờ ở ngoài 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 cọ ngõ người ta chưa vô lấy gì vô trong mà thể hiện năng lực. À Chưa bây gửi giờ thôi. visa đi viết gì cũng vậy thôi, bây giờ nếu không có được cái visa thì lấy gì mà đòi đi vô Úc mà để mà chuyển đổi visa này visa kia.
Cho nên nói chuyện vấn đề tài chính không có thì thực sự rất là khó, không có khả năng, không có bế tắc. Đến nỗi là cứ phải chuẩn bị hết cái tiền để làm hồ sơ định cư ở số tiền mấy trăm triệu. Nhưng mà con đường nó vẫn là ở chỗ là bạn làm sao để chứng minh tài chính với lãnh sự đây, rồi bạn làm sao để chứng minh được cái hồ sơ xin visa để đi được du lịch đây. Như bạn không chịu khó, ví dụ như bạn không có thu nhập đi, nhưng mà bạn phải có cái background là đi học. Bạn đang đi làm khai thuế cho một cơ sở, bạn đang là nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng gì gì đó, mặc dù tiền lương bạn không có nhiều, chỉ có 10 triệu một tháng, mười mấy triệu một tháng tích lũy, bao nhiêu năm ròng rã chỉ được khoảng 100 triệu thôi. Nhưng mà giờ làm du lịch có thể vẫn được cấp visa. Thì trước đó thì làm xin chịu khó đi vài ba nước châu Á này nè, đi du lịch vài ba cái tour, bỏ ra vài 30 triệu nha, không có cái nào mà tay không đánh giặc khơi khơi hết trơn á. Chị cho mấy cái nước mà nó uy tín chút xíu đi, theo em á nha, để em nói trước để coi chị nói đúng không nha. Thì đầu tiên á là các bạn đi qua, mình thấy nha, mình đi du lịch rất là nhiều nước rồi các bạn, thì bây giờ mình nói các bạn cái nước mà nó giống y chang nước Úc luôn á, không khác gì luôn á. Thật ra đó là Singapore đó, mình qua bên Singapore với Úc là không khác gì hết, chỉ có điều là nước Singapore nó nhỏ hơn Sài Gòn nữa. Mà Úc thì nó quá to. Thì các bạn nào muốn biết nước Úc ra sao, muốn cảm giác nước Úc ra sao thì cứ qua Singapore là nó giống như chang vậy. Singapore giống như là Úc của châu Á vậy. Bạn có thể đi Mã Lai, đi qua Singapore xong rồi bắt xe đi qua Mã Lai được luôn các bạn ha. Rồi xong rồi bạn có thể đi Thái Lan, hoặc là bạn có thể đi Đài Loan và đi Nhật, đi Hàn đó, mấy nước đó như vậy á. Thì visa của, nói chung là bạn đi theo thứ tự nha, Đông Nam Á là phải đi trước, tại nó lúc nào bạn đi cũng được hết. Còn mấy nước kia phải xin visa đàng hoàng. Thì chị thấy vậy đúng không, hay là chị còn bổ sung nữa? Đúng rồi. Bây giờ nếu mà đi cái Singapore này kia cũng là một cách, tại vì những nước này thì không cần phải xin visa, với lại cái vé máy bay nó rất là rẻ hơn cả đi nội địa đó mà. Các bạn có thể tranh thủ đi một tour xin hoặc tour Thái Lan gì đó. Còn nếu mà bạn có nhiều tiền hơn thì tranh thủ đi cái nước giống như Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Tại vì hai nước xin visa và chi phí mà phải chi trả cho một chuyến đi nó cao hơn. Thì cái cơ quan lãnh sự khi xét visa thấy bạn có tiền đó, bạn muốn đi du lịch cái nước mà có nhiều tiền thì bạn phải đi cái nước có ít tiền, tốn ít tiền mà vẫn đi được. Chị mới nghĩ đến chuyện đi du lịch nước xa hơn, chưa có tiền mà đòi đi cái nước mà quá bự như Úc thì chị có phải là rủi ro cho việc xét visa không? Cho nên là chịu khó đi một vài nước ở Đông Nam Á, giống như một cái tour ngắn hạn trong nước vậy đó. Nó chẳng qua chi phí thay là tiền đi du lịch trong nước thì du lịch nước ngoài vậy thôi. Em nghĩ đi ví dụ như Singapore là đi 2 ngày là nát bấy nước người ta luôn rồi, đâu cần đi nhiều đâu. Bút đi nè, rồi xong tối chủ nhật bay về, nói vậy cũng được. Nếu mà nó mắc tiền cái ngày cuối tuần vậy thì bạn có thể bút trong tuần xin nghỉ làm mấy ngày đi chơi cho nó sướng đi. Rồi mấy nước khác thì em cũng nghĩ là đi qua bên đó, nếu mà được có bạn bè nào ở bển, em nghĩ bây giờ chắc ai cũng có bạn bè khắp nơi à. Đi qua thăm được. Ở mà mắc tiền á thì nó có cái dạng mà nó là Airbnb hả? Mấy cái hostel đó nó rất là giống như ở nhà trọ mà dạng giường tầng á, nó rất là rẻ. Singapore chứ bên Mã Lai là không cần chỗ ở luôn chị, còn giống như hostel luôn á. Hoặc là vô mấy con nhộng á, vô chừng khoảng 10 đô sao á, là vô đó rồi xong rồi nó chỗ có chỗ tắm rửa, rồi tắm rửa xong là không có cần phải phòng gì đó, chui vô con nhộng đó ngủ dậy xong bỏ đi thôi à. Ở trong mấy cái sân bay nó cũng có mấy cái đó nữa, dịch vụ tới đó nằm ngủ một cái. Có nhiều cách đó các bạn, không cần phải tốn nhiều tiền đâu. Rồi bây giờ thì các bạn còn mang theo hành lý nên sợ mất cách, cho nên có thể là đi theo cái dạng là già ba đứa rồi thuê một cái phòng nhỏ hay mấy khách sạn nhỏ mini á thì cũng được. Rồi mình chịu khó mình đi tham quan thêm, nó vừa khám phá. Nói chung phải có đầu tư chứ, mấy bạn đòi mà cái gì nó trắng trơn ấy rồi kêu là làm sao em đi nước ngoài thì nó làm gì có chuyện dễ vậy thì Úc nó có mà đóng cửa biên giới nó khỏi tiếp thu người nước ngoài vô, tại vì bà con sẽ ùa nhau mà vô. Dạ, em nghĩ là cái gì nó cũng có quá trình đó đúng không chị? Thì mấy bạn lúc nào cũng nói em muốn đi qua Úc, ai cũng nói muốn á, nhưng mà mình nói chỉ mình giống như mình đi trước, mình hướng dẫn, mình chỉ đường cho đi, thì mấy bạn không chịu làm theo, cái gì bạn cũng nói muốn liền à. Mà trong khi mấy cái nước còn lại các bạn còn chưa đi nữa, bạn thử nghĩ đi, chưa học xong cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi đi học đại học, đúng không? Nước Úc là loại nước khó chứ đâu, dễ lấy cái nước mà tài chính yếu hơn để mình đi, đúng rồi, thì nó sẽ cảm giác an toàn hồ sơ visa của mình. Rồi những khi nộp visa cũng vậy, nếu các em nào mà thu nhập nó chưa có ổn á thì chịu khó kiếm người quen, người thân gửi cho người ta để mà đi làm thay thuế đi một thời gian, bỏ ra gầy ra một tí xíu hồ sơ lý lịch đi làm việc của mình một cách đàng hoàng, tử tế, rồi phút sau đó mình làm visa nó mới ổn. Còn mình cái gì nó cũng trắng trơn hết trơn á, cứ khai là em ở quê rồi em làm nông, rồi má em làm nông, ba em làm nông, rồi ai cho đi cũng không có sổ đỏ, không đi học luôn, cái gì cũng không, rồi đi nước ngoài chứ không kiếm tiền làm gì có chuyện. Người ta welcome là người ta mở cửa vô, người ta mời bạn giống như kiểu cho bạn cấp visa,
thì trước khi vô phải chứng minh cho người ta thấy bạn là người người ta sẽ tin tưởng bạn thôi, đúng không? Phải có việc làm nè, phải có hợp đồng lao động nè, rồi phải có tiền trong nhà bank nè, rồi phải có ăn mặc cho nó đàng hoàng, rồi phải có làm ăn kinh doanh hay cái gì đó, nói chung làm cho người ta tin tưởng. Thì tin tưởng sao, cái passport của bạn mà trong trường sao mà tin tưởng được. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.